À, xin chào các con, bọn như bọn bọn em với channel của mình. Nó thì hôm nay mình sẽ thử ăn mì tôm với trứng sắn đi như sẽ như thế nào nha. Đó, hôm nay mình mua ăn mì tôm thử. Đó, giờ mình sẽ thử chiếc mì tôm và ăn đổ trứng sắn vô ăn thử nó sẽ như thế nào. Nước đổ trứng sắn vô. Đây, đây, tôm mì đây. Ok. Giờ nước đun sôi nồng nán này, giờ mình sẽ đổ cái trứng sống này vô mình ăn luôn nha các bạn. Đó, đổ vô thử ăn như thế nào. Thôi, ở đây. Đây. Rồi, trứng sống không? Cái sống này giờ mình sẽ ghé bạn ơi đây nè, cái sống mình mới đổ vô này, giờ mình sẽ trộn lên. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình đợi một chút nha các bạn. Đó, mình sẽ đợi một chút. Ok, nãy giờ là 3-4 phút rồi, bây giờ mình sẽ mở ra mình xem thử. Đó, trứng thì nó hơi chín này. Đây. Trứng này, thấy không? Đó, giờ mình sẽ trộn lên. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Có là thêm luôn. Đó, bạn thấy trứng này, nó làm trắng nó này. Ok, giờ mình sẽ thử đó nha. Đó, một con này rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ ăn nữa nha. Nó thơm mùi trứng quá mọi người. Rất là ngon luôn. Này, đây là cái lằn cán này. Con nói là cán không? Này, hai thứ lằn cán này. Đó, không mùi không vị vậy mà khá là ngon. Giờ mình sẽ hấp thu cái nước này không ạ? Nước nó vòng ngoài. Bé. Hơi mùi trứng mọi người. Đó thì các bạn xem video này nhớ đăng ký kênh để giúp mình được 1.000 sub nha. Đó thì 900 máy sub nào gần 1.000 sub không? Rất là ngon luôn. Nước rất là béo luôn mọi người. Đó, đây là lần đầu em thử mì với trứng sống nha.
rất là thơm mùi trứng luôn. Video này thì đừng quên đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.